Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý khách, cô chú, anh chị em ha. Buổi chủ nhật vui vẻ cùng gia đình và người thân ha. Dạo này em bận quá nên quý khách cũng thông cảm ha. Em thường thường em làm từ 12 giờ tới 1 giờ tới giữa phi không mà. Còn giấc sáng thì phải bán hủ tiếu, cơm tiếp vợ ha. Nên nhiều khi tin nhắn giấc tối, giấc sáng trả lời không được. Quý khách mong quý khách thông cảm giùm nha. Rồi 2 ngày nay thì đi không làm không được, qua đi gọn nguyên ngày nữa. Nay tranh thủ làm sớm sớm chút. Một em máy sấy tóc hai chức năng, thổi gió và thổi nhiệt ha. Một cái thổi gió không, một cái thổi nhiệt nóng ha. Ngoại hình còn tương đối là đẹp nha. Máy móc thì nguyên zin 100%, dây thì không có đứt ha, nguyên hết. Em này là xài điện 100 nha, 1200W. Ngoại hình còn đẹp, máy móc nguyên zin ha. Giờ mình sẽ test cho quý khách xem ha. Hiện giờ nhiệt độ là 32 độ ha. Mình bật lên cái nắp này á là thổi lên gió thôi, nghe nè, tiếng gió thôi nè, nó không nóng bao nhiêu ha. Đó, giờ mình bật nhiệt lên nè, thấy không, ghê không. Rồi bật turbo lên nè, turbo lên là nhận mạnh lên nữa đó nè. Ok ha, máy móc hoàn thiện, cam kết rồi. Quý khách, cô chú, chị em hay cô bác nào đó có mua giờ sấy tóc cho vợ, cho người yêu, cho cô, cho chú gì đó ha, hay là sấy quần áo, hay là sấy mấy con động vật thương yêu quý của mình nha. Ok, xài bền, lưu ý cho mình điện 100 nha. Rồi quý khách, cô chú, chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt dùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách nha, mong quý khách thông cảm giùm nha, nhiều khi trả lời không kịp tin nhắn nha, mình làm từ chiều tới tối à. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách, xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.